xin nhiều thế, xin nhiều chỗ đi được rồi. Này có một cái quay rồi. Sao? Em Trọng xin chào các bác nhé. Hiện tại thì em Trọng đang có mặt trên nhà của em Say rồi. Và từ lúc mà anh Hoàng thông tin anh em mình là em Say có bị tai nạn thì là anh em mình cũng đã đồng hành với nhau là cùng nhau đi bệnh viện rồi. Nhưng mà những cái phim đấy thì lại không ghi hình. Cũng như là muốn vào quay thăm em Say thì em Say lại đi về mất rồi. Thế nên hôm nay em Trọng cũng có quay trở lại nhà em Say. Anh em mình cũng có là vào thăm là mua một ít hoa quả này, mua thêm một ít thuốc nữa. Đây là cả thuốc uống và cũng như là cả thuốc bôi bên ngoài nhá, là thuốc chống viêm đấy, chống viêm, chống sưng và kháng sinh nữa. Sao? Ui, cứ mở cửa vào thôi à? Không ai ở nhà à? Ôi, ôi giời ơi. Thôi, đau thì cứ nằm ở đấy đi. Ăn gì chưa? Ăn rồi. Khi tỉnh ở đâu đấy? Bên kia. Để anh tự đi mở đó. Cứ thế mà cắm vào thôi đúng không? Tao. Ui giời ơi. Bác sĩ hôm nào đi tháo đấy. Mình thử tháo rồi, bác sĩ bảo là về nhà. Lúc à không đau rồi thì mình bắt đầu tháo đúng không? Ui, xuống trạm xá tháo em ạ. Xuống trạm xá tháo nhá. Hôm nay thì anh cũng có mua một ít hoa quả cho em nhé. Cũng như là mua thêm cả salon pad này. Xong là mua cả cái thuốc để mình bôi khử trùng ấy. Thuốc khử trùng ấy. Anh để đấy nhá. Một mình đi quay. Anh đang tính là bóc cam nữa, em cho em ăn một tí nhé. Để anh bóc cam cho em ăn một tí nhé. Chắc là nhiều quý ba anh chị, tất cả mọi người trên kênh anh Hoàng thì cũng đã biết là Say bị tai nạn rồi. Nhưng mà trên kênh Tao Tắc Mạch là chưa có thấy cái hình ấy. Hôm nay anh đến thì cũng có ghi hình không, không biết. Ui, anh về. Nhớ dùng. Anh bóc cả cam cho nhé. Có đứng lên được không? Có. Thế nào? Rồi. Được rồi, ra. Bây giờ là kiêng thịt gà nhé, kiêng đậu phụ nhé em nhé. Bây giờ em có ăn gì chị? Ăn mới gạo thôi. Có thịt thà gì chưa? Dạ. Có thịt thà gì chưa? Chưa. Để anh cầm. Tí nữa anh sẽ hướng dẫn em dùng cái thuốc này nhé. Ừ. Cái này thì tí nữa xuống dưới trạm xá để cho họ tháo cho nhé. Mình không thể tháo đâu, tại vì tay mình bẩn quá nhé. Xuống kia ta sẽ đeo găng tay, bác sĩ sẽ khử thuốc khử trùng không nào, cũng như là bôi thuốc cho mình nữa để cái mình gỡ mình không đau nhiều ấy. Đi khâu. Anh bóc thế này như thế luôn nhé. Bóc em. Đấy. Anh không bóc đấy. Không thì nữa em nằm nó lại rơi hết ra chăn nhỉ. Ăn cơm nhiều một tí nhá. Một ngày 3 bữa mà. Ăn uống đầy đủ nhá. Suối đâu? Suối em không biết là đi họp hay đi góc cổng. Hôm trước em bảo là ăn ở trong bệnh viện nhưng mà anh lại không. Anh ra xem rồi nhưng mà kiểu như là không ghi hình nữa ấy. Tự nhiên nhá. Để anh chỉnh lại camera một tí đó. Đi một mình quay phim hơi khó. Ôi giời. Phải no nhé. Bây giờ còn đau chỗ nào nhiều không? Đây này không đau, chỉ đau mới cái này, chỗ này với chỗ này. Đấy, cái mic có cho. Người có xước xát nhiều không? Không xước xát gì hết. Anh cảm ơn nhé. Ôi, tự nhiên em. Anh ạ. Em như là em trai của anh mà, không phải là người ngoài đâu mà. Để anh hướng dẫn cho nhé. Em cứ ăn cam đi, để anh
anh hướng dẫn cách em dùng thuốc hoặc là xem chỗ nào mà đau nhiều, cũng như là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của em ấy, cho các bác không biết. Tại vì có nhiều bác mọi bên cạnh anh Hoàng hỏi bọn anh đi đâu sao không quan tâm đến em ấy. Cái này là thuốc nhé. Bây giờ chỗ nào có sưng nhiều? Chỗ này sưng đúng không? Không sưng. Chỗ này chỉ là... Cái này là vẫn bôi thuốc đồng hoàng đúng không? Đấy. Kiểu như là bây giờ cái này là kháng sinh này, chống viêm này, chống kiểu như là mình chân tay mình kiểu như là bị đau ấy. Đau nó sẽ có những cái chỗ mà nó kiểu nó sưng một tí. Đấy thì là uống cái này nhá. Đấy cái chỗ này này là nó bị sưng. Cái này là hướng dẫn này em uống thuốc nhá. Đây là uống mà sau khi mình ăn cơm xong nhá. Sau khi mình ăn cơm mình sẽ uống cái này. Cái này là mỗi ngày là uống 2 lần. Mỗi lần là 2 viên nhá. Mỗi lần 2 viên. Có kéo không? Kéo có. Ở đâu đấy? Ở bên kia mới có nữa mà. Anh đang tính là tí chia cho em để em nhớ ấy, không sẽ sợ em lại quên. Thôi không em tự nhớ nhá. Mỗi lần là mình ngày uống 2 lần. Ví dụ như là buổi sáng uống xong buổi tối mình uống 1 lần nữa nhá. Không được uống 3 lần nhá, uống 2 lần thôi nhá. Uống 2 lần thôi. Đấy cái này cũng cái này là cũng mỗi lần là 2 viên. Cái này cũng 2 viên nhá. Đấy. Tất cả toàn 2 viên. Tất cả đều là 2 viên nhưng mà chia ra làm 2 lần uống trong ngày nhá. Ví dụ như là bữa sáng mình uống rồi, xong buổi tối mình uống 1 lần nữa nhá. Kiểu trưa mình không uống nữa nhá. Đấy, uống 2 lần. Cái này chắc với cái này em mới dùng rồi đúng không? Còn cái này mà để mà dùng đúng chuẩn của nó thì em phải nhỏ cái này vào cái bông này xong rồi thấm từ từ thế này thôi. Nó sẽ đỡ đau hơn nhá. Cái này là không cần phải là đắp cái gì vào đâu nhá. Cứ để nó khô là được nhá. Đấy, còn cái salon pad này là ví dụ như là em đau lưng thì tại em còn đang đau chỗ nào nữa? Em không đau, chỉ đau mỗi cái này chỗ này. À nghĩa là đau bên trong đúng không? Đau từ chỗ này sang bên này luôn. Chỗ này thì không cần ăn cơm trước khi uống thuốc đâu, thế nên là anh dán cho em luôn nhá. Thế là mình đau ở đâu thì mình dán ở đấy thôi nhá. Lúc đầu dán này nó sẽ hơi nóng đấy. Chứ anh bảo là định ra xem quay phim cho các bác xem một tí, hôm đấy lại không cầm máy quay theo. Đấy, thế là định bảo là vào cầm máy quay ra nhưng mà bảo em lại đi về thôi. Về tiện thể thì vào thăm em luôn thì cũng khiến cho các bác cùng xem. Say tính ra bị được một ngày thôi nhỉ? Là tính một ngày thôi. Chỗ nào, đau nào nhiều? Ở đây đúng không? Khu này đúng không? Từ nhá. Để anh dán cho nó trúng nhiều nhất à. Cái này là không được dán vào vết thương hở nhá. Cái vết thương hở là nó dán là nó sẽ bị đau ấy. Đấy. Cái này là loại xịn đấy. Bình thường người ta hay dùng cái loại kia là nó kiểu như là loại mà đau ít thôi, cái này loại đau nhiều rồi này nhá, nó sẽ hơi nóng một tí. Đấy. Ok, tao lọ. Cái này đến khoảng 10 đến 12 giờ là tháo ra nhá. Đến ngày mai là tháo ra được rồi nhá. Đấy, nó mà. Ui, nhà đau ở bộn một tí nhỉ. Có lạnh không? Cái giường của bác là mà. Anh ngồi bên kia. Thì buổi tối thì em mới ngồi bên kia, buổi sáng thì em ngồi chỗ này mát hơn. Cho anh xem vết thương như thế nào. Cái chỗ 4 mũi đúng không? Khâu 4 mũi. Bữa đây có khóc không? Không. Bữa đây bác sĩ khâu không thấy đâu rồi. Để anh xem máy quay một tí để hỏi nguyên nhân tai nạn của em chính xác là làm sao nhá. Bây giờ anh cần cầm máy quay ghi hình cho các bác cùng xem thôi. Nhớ cái thuốc là anh dùng nhé. Cái này thì sau khi dùng là mình nhớ để nắp nó vào kín một tí, không là nó sẽ bị bốc hơi, cái cồn bốc hơi ra hết. Đấy cái này nữa. Đây tao lọng có trọng cái thuốc này uống nhé. Tí nữa là bảo xuống nấu cơm thôi nhé. Tại vì anh Hoàng biết thông tin trước hơn bọn anh, thế nên là anh Hoàng vào trước rồi. Thì là anh bây giờ thì anh có thể vào ghi hình cho các bác xem được. Thế nên là các bác đừng lo là anh em mình không bỏ mặc say đâu. Đấy, anh em vẫn liên tục là theo dõi cũng như là sát sao về hai em say số liên tục thôi. Là cũng như là chia sẻ về những cuộc sống hàng ngày cũng như là những sự khó khăn, có những vấn đề thì anh em mình vẫn là chia sẻ cho các bác cùng xem. Nào, cho các bác xem cái vết... Bây giờ là mò đấy. 4 mũi đúng không? Sau này là sẽ có sẹo đấy. Trong đợt tới này nếu mà nó sắp khỏi thì anh sẽ là mua thêm cái cao cao cái gì nhỉ, cái lọ kẹo keo nghệ
cao cao hay là keo nhỉ, anh cũng quên tên rồi, nhưng mà nó là làm từ nghệ để sau khi mà mình khỏi mà mình bôi nó vào để nó liền 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 sẹo nhanh ấy, cũng như là nó sẽ giảm kiểu như là sẽ bây giờ sẽ giảm độ đẹp trai gì đấy hay giảm độ đẹp trai đấy, nên là lúc nào sắp khỏi thì anh mới mua vào nhé. Bây giờ được quan trọng những cái thuốc này là làm nào để cho nó chống, nó đỡ bị viêm đó nhé. Có khi xay anh ngồi bên này đi, anh ngồi bên này đi đấy, xay bên trong đi đấy, quay này cho nét hơn đấy. Bây giờ ghi hình các bác cùng xem được. Thế là sau khi bị tai nạn kia là ai đưa em đi viện hay là em tự đi về như nào đấy? Em bị tai nạn thì em về, em tự lái xe về đến nhà, em nghỉ lát em rửa sạch hết rồi mà em rửa sạch hết, em mua thứ vào chỗ này hết mới đi. Mới đi bệnh viện đúng không? Vâng. Anh Hoàng mới đưa em đi bệnh viện này. Hôm nay anh cũng là đang trên đường vào rồi, anh Hoàng bảo anh gọi phải tránh anh Hoàng ở gần hơn. Anh về nhưng nó không biết là anh Hoàng đi đâu về. Hình như anh Hoàng làm ở trên này ở chỗ nhà mỉ thôi. Thì là anh ấy đến nhanh hơn, anh đến là say đã đi bệnh viện rồi. Thế nên là các bác cũng đừng trách anh em mình là sao lại đến muộn thế, là vì anh Hoàng ở gần hơn thì là cứu người như cứu hỏa mà, nên là đến phát là đi luôn, chạy phòng cho những trường hợp mà nó bị lâu, nó bị sưng mủ, cũng như là trong trường hợp mà mình bị gãy xương ấy, là sau này là sẽ bị trái gió trở trời sẽ bị đau nhá. Nên là anh Hoàng cứ đưa đi trước thì không cần phải đợi bọn anh đâu nhá. Bây giờ là còn đau ở chỗ nào nhiều? Bây giờ chỉ đau mỗi chỗ này cái này không đau hết. Cái này là dần dần nó sẽ khỏi. Mấy hôm nay là sẽ nghỉ học hết nhỉ? Em vừa gọi cô giáo về thăm mà. Cô giáo mới về thăm à? Cô đưa cho em 100.000 nữa. 400 nữa à? 100 cô giáo về thăm đúng không? Mà bị tai nạn. Bây giờ là cô bảo là người cho khỏe đó, không khỏe thì cô không cho đi. Bây giờ lái xe lái không được đúng không? Nhưng mà hôm đấy may mắn đầu không sao nhỉ? Em đội mũ. Lúc đấy em đội mũ vào, không đội mũ vào thì không biết là thế nào nữa. Nghĩa là đầu cắm xuống rồi nè. Nghĩa là cái mũ vào những cái kia nát hết. Thế may mắn là có đội mũ hiểm đấy, không pha đấy có khi say bây giờ đang bị viện đúng không? Em biết rồi, đi xe chỗ nào cũng đổi mũ. Cái mũ không nặng cái đầu đâu. Cái mũ không nặng đâu, lúc mà tai nạn thì biết ngay đúng không? Giờ xe nó có nặng hay không nhé. Thế nên là cho dù đi đâu thì anh em vẫn luôn luôn là nhắc em say cũng như là anh em trong gia đình thì là đi đâu hoạt đội cái mũ vào, mặc dù là nó cũng không nặng mấy đâu. Đấy, nó bảo vệ được mình, bảo vệ được ai đúng không? Đến lúc mà xảy ra những cái vụ tai nạn như thế này thì là chính ra cái mũ mới là cái quan trọng nhất đấy. Đấy, để bảo vệ cái đầu của mình. Bây giờ là xuống ở bên kia à? Xuống ở bên kia, bác xanh ở bên này, xanh ngồi đâu? Em ngồi trên nữa. Em ngồi trên chỗ anh Lía đúng không? Tại này bạn. Lúc em khỏe em mới lên được, em không khỏe thì em ngồi em. Nhưng mà cảm giác như tay chân của em một ngày mà nó liền nhanh ấy nhỉ? Không bây giờ không được sờ, không được bóc cái vẩy nó ra nhá, kệ nó nhá. Em không bóc đồ để để nó tự bóc về. Để nó khác tự bong ra đúng không? Bong ra về thì mới làm cho cái chảy máu. Đấy. Thế là chắc là nhiều khán giả ở trên kênh A Hoàng TV thì cũng đã biết là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn rồi. Thế còn kênh Tao Tắc Mạch thì chắc là vẫn còn nhiều khán giả là chưa xem kênh anh Hoàng thì cũng chưa biết đâu. Thì em say có thể kể lại tường tận câu chuyện là em bị tai nạn như nào không? Và em đi đâu về mà bị tai nạn? Em đi từ trên nhà mới về. Thì em về thì có một anh lấy một cái sắt từ ở dưới mọ dậy lên thì hết đường rồi, không đi được rồi. Thì em mới nhảy. Lúc đấy thì em nhảy ấy. Nhảy khỏi xe à? Em không nhảy xe thì cái sắt đâm em thì em không biết là có ở viện nữa không rồi. Em nhảy liền xe, em về đứng ở dưới đường, em không trúng tí nào cái xe này, bay về trúng em mới ngã. Cái xe của anh ấy là xe của em? Xe của em. Nghĩa là em đã nhảy ra khỏi xe nhưng mà cái mạng nhảy ra không hết đúng không? Em nhảy ra ở chỗ này, đến ở chỗ này. Đó là cái xe lại về trúng em phát em mới ngã xuống. Xong thì anh kia lại về của em nhấc xe đúng không? Nhấc xe mới bảo em là đi từ thì em bảo là đi từ cái xác của anh dài xe mà đến anh đánh mới
chiều về nhà đi mua thuốc về cho em. Nghĩa là bệnh là anh à, anh tại anh đấy. Tại anh ấy thôi, không không phải tại mình đi nhanh đâu đúng không? Đấy mà. Nghĩa là cái đoạn kia là nó khuất cua đúng không? Cua mà. Không cua? Cua. Có cua à? Ở trên này mà. Trên chỗ kéo hẻ nè. Trên chỗ cua đấy. Trên chỗ cua gấp gấp kia đúng không? Anh còi thì nó không còi nữa. À, thế ra là anh ấy sai rồi, đúng không? Vào cua thì nhớ còi nhá, say nhá. Mình tốn một tí điện thôi, nhưng mà người khác để có người khác biết đến mình là mình đang ở cua ấy. Là người khác cũng biết tránh mình. Thế nó đi ở dưới đường nữa, không phải là đi bên đường của nó đâu. À, nó đi hẳn giữa đường ra. Thì em mới về. Nghĩa là nó là nghĩa là anh ấy là anh ấy kéo sắt đúng không? Hay là anh ấy chở sắt? Chở một thanh dài thế này hết đường luôn rồi. Ôi giời. Chở hẳn một thanh sắt dài hết đường luôn. Lúc đấy buổi trưa mà rất là anh ấy nghĩ là không có xe. Không có xe thì mới chở. Ai ngờ là gặp say ở từ trên nhà mới về. Nên là gặp cái đấy là còi là em còi nhưng mà anh ấy lại không còi. Xong là em nghĩ là ở bên đường kia không có ai đúng không? Thì là em vào cua xong là gặp anh ấy. Gặp vừa đến chỗ cua em thấy luôn thì anh nhảy xe rồi. Xong thì lấy xe mới ngã. Ui giời ơi. Thế là sau khi mà bị tai nạn thế thì là anh ấy là đưa em đi mua thuốc đúng không? Nhưng mà sao anh ấy không bảo là em đi ra Yên Minh hay là đi ra Mộ Duệ chỗ trạm y tế để xem nó có đau chỗ nào nhiều không, hay là anh ấy không bảo gì đâu. Thế đến cái lúc mà bị tai nạn kia là anh ấy tự bảo em tự đi với anh ấy có đi mua thuốc, hay là em phải bảo anh ấy mới đưa đi? Anh tự đi. Anh tự đi mua thuốc cho nó này. Thế là cũng được rồi. Anh chỉ sợ là gặp những người ta bị tai nạn đấy, người ta uống rượu hay là nhào đấy, hay là anh ấy không đưa em đi, tại vì anh ấy đã sai rồi mà. Mình coi đúng không? Mình coi. Mình đi bên đường mình. Mình đi bên đường mình mà anh ấy chở sắt dài, anh ấy đã sai rồi. Thế nên anh ấy phải là người có trách nhiệm là giúp mình là kiểu như là mua thuốc này nọ nữa. Chụp vụ. Chị chưa xem mà. Em chỉ tao tài chính nào kìa. Em bị tai nạn như thế là chỉ có mỗi là anh ấy đến thăm này, cô giáo đến thăm này, anh Hòa đến thăm này đúng không? Là ba người đến thăm rồi. Từ lúc mà bị tai nạn kia là anh cũng bảo anh Hoàng bảo là nếu mà có bị làm sao nhiều quá thì cũng bảo đưa em đi bệnh viện đi, thì bác em không đưa đi đúng không? Bác em bảo thế nào? Bác em bảo là nó tự khỏi à? Dạ. Bôi thuốc nó tự khỏi hay như nào? Dạ. Bác em bảo tự bôi thuốc rồi. Tự bôi thuốc nó tự khỏi đúng không? Bảo là bây giờ sau lại anh Hoàng về, anh Hoàng mà thấy vết thương nó sâu quá, anh Hoàng đưa đi đúng không? Đưa đi khâu. Đưa đi khâu ở dưới trạm y tế không mất tiền đâu. Mất 200 nghìn à? Thôi, bây giờ mà nó khỏi ấy, thì là mình đi ấy nhá. Giờ nó nhỏ con chồng. Anh ấy lấy điện thoại. Ôi, bây giờ mà em bị đau thế thì tối bảo bác ra ngủ bên kia đi nhá. Xong là em ngủ đây đi, em cho lại khó khăn ấy. Trong những trường hợp mà em leo trèo lên trên gác ngủ, anh thì sợ em trượt chân ngã lại đau tiếp nhá. Bây giờ mình đang ốm bệnh ấy thôi. Thế là khâu xong rồi, xong lại về đúng không? Khâu rồi về luôn là không ở viện nữa. Bây giờ thì em Trọng đang rất là lo là không biết là em say là có đau chỗ nào ở trong người không, tại vì là em ấy cũng có bảo là nhảy ra khỏi xe. Anh chỉ sợ là bây giờ mà em bị gãy xương ở đâu ấy, bị nứt ở đâu ấy, em cả anh nhảy xe thì em đứng lên rồi. Đứng lên em rồi. Không ngã. Em không ngã thôi. Cái xe mới bay về chúng em mới ngã. Nghĩa là xe máy chỉ ngã thế này thôi. Ngã này xong tới tay trống rồi đúng không? Và không sao rồi. Anh chỉ đang lo là em ngã hoặc là em bị ngã xuống dưới đường người làm sao. Cái này thì em không ngã. Ngã chỉ giống con ếch đúng không? Xong thì hai đầu gối này bị hết. Và cả cái chân này bị mắt hết. Cá chân đúng không? Cả mắt cá chân này. Mo. Đau mà. Có lông tỏ cho xe hò. Ít nước xuống mụn. Ít là
có sướng dùng luôn ạ. Bây giờ là không bây giờ là không thấy đau ở đâu đúng không? Anh đang sợ là nếu mà có đau âm ỉ đâu cũng bảo bọn anh nhé. Để bọn anh đưa em đi chụp X quang một lần. Chỗ này anh chỉ bôi thuốc vào thôi. Bôi cái thuốc anh vừa đấy. Của em hết chưa? Chưa. Vẫn còn hai lọ. Đó là hai lọ. Anh còn mua một lọ. Anh đấy mua một lọ nữa. Là hai lọ đúng không? Cái thuốc này anh cái thanh sắt dài ấy. Cũng mua như thế này. Anh còn cũng mua thế này nữa. Có nghĩa là bây giờ chỉ có thiếu cái này đúng không? Salon pass này đúng không? Thiếu cái giá này. Đấy, thế là anh mua vào thì đang vừa đấy. Bây giờ đi lại, bây giờ thì đa số là em đau thì thôi nhá, không làm việc nữa. Em bảo bác là bây giờ cháu đau quá thì cho cháu nghỉ ngơi khoảng mấy ngày đi. Còn nấu không được ăn đấy. Bây giờ đợi xuống rồi đúng không? Không biết xuống đâu rồi. Bởi vì anh không biết nữa. Không biết là có cắt cổ không, muốn là không. Không biết là có đi học là đi học là đi cắt cổ. Bây giờ là xuống không ở nhà rồi. Xuống không ở nhà, chính lửa cũng không ở nhà. Nếu mà em cần nếu mà có đau quá thì sang nhà bác bà xin trước nhé. Hay là không thì tí nữa anh ở lại anh nấu cho cũng được nhé. Nếu cần gì thì bảo nhé. Bây giờ là quan trọng nhất là em phải ăn được cơm xong rồi em uống thuốc vào. Tại vì là anh lấy thuốc thì anh lấy thuốc theo đúng liều lượng thôi. Anh không lấy cái loại mà kiểu cho người lớn đâu. Đây cho đội mê như em 15, 16 tuổi thôi. Thì là lấy cho như thế. Bây giờ là không cảm thấy âm ỉ ở đâu gì. Nghĩa là bây giờ là chỉ cảm thấy đau tay một tí này. Đau tay mà đau mắt cả chân này nhiều đúng không? Người có đau không? Xương này nọ bên trong có đau không? Không đau hết. Nhưng mà có đau hay có nó có lâu lâu nó hay đấy. Nó kiểu như là nó đau âm ỉ, nó không đau, mình vẫn chịu được, mình vẫn vào anh nhá. Tại vì là sợ nó không gãy, nó sẽ nứt xương ấy nhá. Có gì cứ alo bọn anh. Bây giờ là có gì thì sang nhà nhờ bác bà nhá. Bây giờ xuống thì đi cắt cỏ rồi, không ai ở nhà. Bác say đâu đấy? Bác say cũng đi cắt cỏ. Đi cắt từ trưa đúng không? Rớt suối đi từ trưa, buổi trưa đi. Bây giờ vẫn còn chưa về lắm. Bây giờ mình say ở nhà đó. Bây giờ là chuẩn bị tí nữa là xuống về làm cơm ăn thôi nhé. Buổi tối thì nhớ rửa chân tay đi nhá. Phải rửa nước nóng. Phải rửa nước nóng. Xong là lấy cái này bôi vào đấy nhá. Bôi vào. Xong là chỗ nào mà đau trong khớp ấy thì là bôi cái salon pass. Đấy, dán salon pass vào. Đấy. Xong cái thuốc này thì uống đều nhá. Đến lúc nào mà nó khỏi rồi thôi nhá. Nhưng mà không nhớ là uống sau một ngày 4 viên là mình uống sau khi mình ăn cơm no rồi mình ăn uống nhá. Không là kiểu là mình sẽ bị kiểu như là bụng cồn cào ấy, nó không có thì co bóp thì nó sẽ bị sốc thuốc hay nhau đấy nhá. Rất là nguy hiểm, cho nên là em nhớ ăn cơm đầy đủ rồi em mới uống nhá. Gạo nên là anh Hoàng với em về rồi đúng không? Dùng nữa. Hôm đấy là em lên nhà trên là làm gì vậy? Đi lằng. Cùng anh Hoàng đi lằng cái lăng căn. Anh Hoàng á? Bảo sao anh Hoàng anh... Xong thì lúc đấy lằng xong em đi ngủ một tối. Sáng em mới về. Sáng em đi học về nữa. Đi học lên trên kia rồi? Em lên trên kia. Lên quét nhà. Quét cửa hết. Không cho lá chê vào hết rồi. Xong thì mới về nhà. Lúc đấy buổi trưa 12 giờ, sắp 1 giờ. Là em về đúng không? Là 12 giờ gặp anh chở sắt kia đúng không? Rồi, bây giờ là người là cũng không bị chỗ nào mà kiểu như là gãy hay nứt này nọ thì không bị rồi. Bây giờ bị vết thương ngoài da thôi. Lúc đấy anh biết em nhảy xe, anh không nhảy xe thì cả anh đấy cũng ngã hết. Nghĩa là mình đã đi hết đường rồi đúng không? Nghĩa là bây giờ mình đang nhảy ra để tránh thôi. Em tránh thôi, em không tránh thì đâm luôn đúng không? Đâm vào sắt của anh đấy thì anh đấy ngã theo em. Sắt nhọn nữa à? Lấy sắt to. To cái này đúng không? Không. To nữa à? Cái này á? To như cái này. To cột nữa. Sắt kia cái cạnh của nó sắc lắm đấy, thế nên là rất là nguy hiểm. Đi đâu thì cũng vào cua thì nhớ còi. Đấy, đi thì đi chậm thôi. Đừng đừng lại đi nhanh quá, đi nhớ đúng mùa hiểm vào nhá.
đi đúng tốc độ thôi nhá. Với lại xe của mình là xe 50 thôi, thì các bác cũng đừng lo là em say đi quá nhanh như nào đấy. Tại vì là xe học sinh mà, nó chỉ giới hạn tốc độ khoảng là 50 thôi, 40 thôi nhé, đi chậm chậm thôi đúng không? Đấy, thế là đi rất là an toàn. Nhưng mà trong những trường hợp mà có lẽ không phanh kịp nữa. Lúc đấy thì đến chỗ cua đấy thì gặp luôn à, bất ngờ bất ngờ đúng không? Bóp phanh thì không kịp rồi. Không kịp nữa. Không kịp bây giờ có nhảy ra rồi đúng không? Em mới nhảy ra. Em một phát nhảy ra thì cái xe mới một phát em thì em mới ngã. Nếu mà phát đây và bóp phanh thì chắc là mình đâm vào cái sắt đấy nhỉ? Bóp phanh thì mình đâm vào cái sắt rồi. Bây giờ đây cũng là đang rà rạ. Anh đấy biết là cái sắt kia dài thì cũng về nhanh nữa, cũng phóng nhanh về nữa. Ôi dồi ôi, anh ấy đi nhanh nữa. Thì hai người gặp nhau bất ngờ đúng không? Vâng, em thì anh đi chở anh đấy đi nhanh nữa. Thì em một phát nhìn thấy thì em giải nhảy luôn. Xong thì anh đấy đi nhìn chỗ này đi đến bên kia, anh đấy mới dừng được mà. Lúc đấy thì xe của em về, một phát em mới ngã. Quay về chúng em ngã. Nghĩa là bây giờ là em nhảy ra khỏi xe nhưng mà mắc là xe lại quay lại đập mình một phát đúng không? Lúc đấy thì nhảy thì không biết chạy rồi. Em biết chạy thì không trúng. Lúc đấy không biết chạy. Thì lấy xe nó lại đập em ngã. Bây giờ là em ngã cái xe kia bay về, cái xe của em nó bay về còn đập vào em đúng không? Em mới bay như chỗ này đi đến chỗ cửa kia nữa. Từ từ đây ra chỗ cửa này đúng không? Đập bay. Đứng ra này. Đừng quên gà ra ngoài đi. Đấy. Không có ai cho nó ăn đúng không? Ôi giời ơi. Bây giờ việc gì cũng say. Với lại là bây giờ làm say bị như thế thì có xuống với lại bác say làm thôi nhỉ. Thôi bây giờ mình ốm mình cứ đau là mình nghỉ ngơi thôi. Không làm gì cả đâu nhá. Có gì thì mà bác là bây giờ cháu đau quá cho cháu nghỉ ngơi mấy hôm đã thì cháu mới làm xong. À, cũng có nhiều khán giả thắc mắc là tại sao mà anh em mình làm nhà cho xây xúa nhưng mà rất là ít thấy xây xúa lên ở nhà trên kia. Thì các bác cũng đã biết rồi, hiện tại thì là nhà của lại xây thì vẫn là đang ở cùng bác xây đây, giúp bác cắt cỏ cũng như là ăn cơm cùng nhà bác. Và những ngày cuối tuần ấy thì là em say sẽ là lên quét nhà đúng không, ngủ trên đấy ở với trên anh Vân đúng không, với đi xem nước này nhé, không là ở trên kia thì nhớ lau cái pin nó ngựa mặt trời đi cho nó sáng đúng không, không là cây tre nó vướng hết nó sẽ bị tối nhá. Đấy, cái xung quanh nhà nó chặt hết đi nhá, xong là cái pin năng lượng mặt trời thì cứ lấy khăn lau tấm pin năng lượng mặt trời đi cho nó tích được nhiều điện bóng mới sáng. Thế nên là các bác cũng đừng lo là say làm nhà xong say không ở nhá. Những lúc em mà không bị thế này thì em đi ngủ cả một tuần thôi. Đấy. Buổi sáng em về đúng này, buổi tối em ngủ trên đấy, có ngày em mới ở trên đấy. Đấy. Mới là trong những lúc mà anh em mình gặp em say, anh em mình cũng gọi là để em ấy có một cuộc sống nó kiểu như là không muốn ghi hình quá nhiều để tiệt sát hết bỏ gạo. Ghi hết đúng không? Đây là mai chắc chia một nửa đi, mai lên trên nữa nhá. Đấy. Tại vì là những lúc mà bọn anh lên quay phim ấy thì là em đi học mất rồi. Em chỉ ở đúng giờ trưa đúng không? Giờ trưa này, giờ tối này thì em ở trên kia. Thì lúc giờ đấy thì anh lại đi về rồi. Đấy thì không thể hình các bác cũng xem được. Bình thường nếu mà vào những cái giờ mà em ấy nghỉ học cũng như buổi tối thì em ấy sẽ vẫn ở trên kia đúng không? Buổi tối đến 6 giờ em mới lên trên đấy. Thế là có lúc thì 4 giờ lên. Chắc là anh cũng chỉ chia sẻ cái hình như vậy thôi. Đợt này thì mấy ngày đấy nhỉ? Hôm nay đã là thế nào? 11 rồi, 11. 17 đi nhà anh nhá. Cả xuống đấy nhá. Hai anh em đi anh ăn cưới nhá. Cưới anh nhá. Trân trọng kính mời em với xuống với bác nữa nhá. Đi lên nhà anh. Em biết. Nhà anh biết nhà anh chưa? Biết à? Lúc đấy. Dừng xe kia mà. Lúc chỗ dừng xe nhá. Cả nếu mà khỏe hơn thì là lên với anh nhá. Bây giờ tính là 11 còn 56 ngày nữa, nếu mà lúc ấy mà được tháo chỉ khỏe hơn rồi, vết thương nó lành thì lên nhá. Đấy, cả bác say cả xuống đấy nhá. Trân trọng kính mời đấy nhá. Tại vì hôm nay đi vội quá anh cũng không cầm được cái giấy mời.
Với lại là hôm nay anh lên nhà anh chứ về nữa thì anh cũng không đem theo đâu, nên là anh chỉ gọi là anh em mình như mình thì gọi điện qua. Gọi điện qua thôi. Đấy thì là chắc là anh cũng sẽ mời cả anh Vân nữa, anh chứ nữa, thì là có gì thì alo nhá. Đến đấy mà không biết nhà anh thì alo để anh ra đón nhá. Anh ạ. Anh Vân về thì em biết rồi. Lúc mà anh Vân bảo anh Vân về gọi em. Thì anh ăn giờ trưa nhá. 17 giờ. 17 ngày 17 là ngày 17, 11 giờ trưa. Ăn giống bọn em thôi. 11 giờ trưa nhá. Buổi trưa. Buổi trưa thì em cứ đi học xong em lên ăn nhá. Không cần phải là nghỉ học hay như nào đấy đâu nhá. Cứ đi học đều đi. Xong là đi học xong là lên bên kia ăn. Và bị mất bài thi đấy nhá. Ui Vân. Ui sợ. Dòm à. Thôi say bị đau thế thì anh cũng không lấy được. Con nhỏ nán à? Con nhỏ là quân vừa nghe sai gọi điện cho anh thì em mới xuống. Nằm à? Đấy, ôi rồi. Bây giờ cửa không được nữa. Bây giờ đau đúng không? Cho các cái chặt bóc cốc. Khâu bún. Bún dưới đấy. Tầm này phải 2 tuần nữa. Tay xuống hả? Xem chân này, Vân này, xem chân này. Ui dồi ôi. Xuống nhiều thế, xuống nhiều chỗ. Không được rồi. Có cái que đúng không? Có cái que đúng không? Tí nữa chắc... que kia đúng không? Làm cái que. Chắc tối nay Vân nấu cơm với xay ăn đi nhá. Hai anh em ở với nhau. Vâng. Rồi. Anh đang sợ là say làm việc gì khó ấy. Với lại anh chắc tối nay ở lại ăn cơm với say nhá. Vâng. Nấu cơm với say không ăn. Hà với say là có... em có cậy lên hộ trông. Thế là tao lắm. Bây giờ là còn chảy nước hay là chảy mủ không hả say? Con phải chạy. Cười không được đúng không? Bây giờ bị đau cái này mất đi vẻ đẹp trai đấy. Để sẹo đau khó không nói thì cũng nói bình thường thì không cười được. Cười cười nó kéo ra đúng không, cái da nó kéo nó đau. Nhá ở trên cái máy số nó muốn nước ở trên hay là không phải đến chỗ cô qua kia chỗ cô lên chỗ có cái chỗ to kia lên trên bên dưới nhà của anh quán sửa xe anh Hờ đúng không? Đúng không? Xuống dưới một tí nữa. Ngay ngay đấy luôn. Họ đang làm công trình. Họ đang làm cái công trình chỗ máy kia này qua bên kéo hẻm này thôi. Đào đường. Làm đường to. Nhiều ô tô nữa. Nhiều ô tô bụi nữa. Từ cẩn thận là có nhiều góc cua các bạn nhìn. Không đi thương xót rồi. Nhưng mà đúng là nếu mà anh ấy mà đi không thì anh ấy đi đúng đường thôi đúng không? Anh đấy là một là đã chở đồ nó quá dài so với quy định này, đi chiếm lấn chiếm lòng lề đường này, kiểu như là mình đi chiếm đường nhiều quá ấy. Đi sai đường này xong là anh ấy đi quá nhanh. Nhưng mà lúc đấy mà anh say bảo là sau khi mà mày bị tai nạn là anh ấy còn không dừng được xe mà. Đấy. Anh chở sát là chở thanh cái sát dài to như thế này nó dài. To thế này mà, to nhỏ to thế này xong là còn chở ngang ấy. Bị kia thấy sát một ngang nhỉ? Hay là thế? Nhảy, thấy một phát thấy thì giống như cái sát ở bên cái giường kia mình ở bên này thôi. Lúc đấy còn nhạy nhưng nhìn sát vào thì ôi, không biết thế nào rồi. Ôi giời. Anh đi từ từ sao? Lúc đấy là... Mình đi từ thì anh kia đi nhanh. Anh kia đi nhanh đúng không? Bây giờ mà mình không nhảy là sát cái đâm vào mình rồi ấy. Đấy, lại anh kia đi nhanh quá. Em một phát em về đứng ở giữa đường luôn. Xong thì cái xe của em lại bay về. Đập vào em. Đập vào em mới bay một tí nữa. Tháo xuống nữa. Đâu. Thế nên là bảo Vân lắm, đi xe chậm nhá, đụng mũ nhá Vân nhá. Cái mũ của em nát hết. Mũ nát hết? Mũ nó đem về không? Hay là... Không mang đâu, vứt chừng đấy. Nghĩa là lúc đấy là tai nạn là vứt luôn mũ rồi. Vẫn vào mũ hết. Thế là đi ở vỉa đưa máy này. Không đi viện hết, chỉ đi khâu búng muối xong đi về nhà. Khâu xong là bác sĩ cho thuốc là về nhà. Bác sĩ không cho, mình phải đi mua. Mình tự đi mua chứ, cái này mình tự đi mua.
tại vì là nó không phải là đau bệnh cái, giống mọi dậy này thì chỉ là đi kho hết thì về thôi, không không ngủ ở dưới kia là chỉ là trẻ con, trẻ con bị đau đầu, trẻ con đấy cần theo dõi nhiều đâu, mình lớn rồi. Bây giờ đi đâu thì cứ bảo mà mua nhé hai anh em nhé, tối nay chắc Vân ở lại đi, đi Yên Minh thì bác sĩ không cho về rồi. Riêng đi Yên Minh phải là cho ngủ ở đấy điều trị, lúc nào mà vết thương của em nó sắp lành người ta mới cho về đấy. Và được tháo chỉ mới cho về. Đợt này theo anh thấy thì khoảng một tuần đến hai tuần thì đi tháo chỉ nhá. Đấy. Đi tháo thì không mình không tự tháo ở đâu. Nửa tháng thì mới đi tháo được. Không, nửa tháng thì lâu quá, ba bốn tuần là cái này nó không chảy nước nữa, nó không chảy nước nữa, vết thương nó ăn vào rồi, dính vào nhau rồi thì là mình mới bỏ ra nhé. Không là bây giờ mà mình ăn cơm này, mình nói chuyện này, mình cười này, nó vẫn sẽ kéo đấy. Thế nên là lúc là không kêu bác sĩ cũng bảo là nói chuyện với mình cười thì hơi kéo một tí, hơi kéo một tí đúng không, không như thế nó sẽ rách ra đấy nhé. Bác sĩ bảo là đừng cười to nữa. Đừng cười to à? Được rồi. Vẫn có gì hỏi sai không? Có đau ở đâu nhiều không hay như nào? Đau ở xương, ở đây hay là đau? Đau chỗ này, đau tay mới chân. Chân chưa phải chân trái. Đánh người đấy, bên ngoài, bên người không chống hết, không đau hết. Chị em ngắn như thế này xuống rồi mà. Cái xe em nhảy vào thì em về đứng thế này, xuống thì cái xe này bay về thế này, một phát chơi em thì em ngã thế này đi. Ngã ở bên này. Cái xe vào chân em thì cái xe dừng ở giữa đấy luôn nữa, không đi nữa rồi. Xong thì em mới quay đi. Ngã như kiểu con ếch ấy, mày biết con ếch không? Con ếch không? Con ếch nó ngã. Nhảy ấy. Ếch này nhảy ấy, ngã kiểu con ếch mà. Cái đầu mình cắm xuống nền bê tông nữa, đúng không? Xong thì đi thì có một cái đá dưới kia, cái tông một phát vào. Thì mình muốn nó hết. Nghĩa là may mắn mà còn đúng bảo hiểm ấy nhỉ, không đồ móp hết đấy. Bảo hiểm với hết rồi. Không biết là làm mấy cây mũ rồi. Phải đổ mối, không đổ mối thì đá đâm vào đầu đấy đúng không? Đầu mình đâm vào đá thế. Cái mũ đen giống như cái à cái mũ này ấy. Cái mũ đen kia thì chắc là không ở rồi. Em điên cái mũ vàng à? Mũ vàng. Cái mũ kia là mũ có kính nó còn đỡ được cái mắt với cái trán mình nhiều đúng không? Mới có à, một cái gì cho chắn ở dưới đấy. Đấy. Không thì đừng một phát thì có xốp nát hết mũ, còn bảo có là một cái lỗ to vào nữa. Đấy thì bộ mũ là dậy nhanh lên. Sợ là tí chảy máu nhiều ấy. Sợ đứt máu thì chỗ này đau ra trên bên này. Nghĩa là cái này là bị đau bên trong ấy, kiểu đau cơ đau khớp ấy, trong sữa là đau kiểu đau cơ thôi, cái này là đau cơ, đau từ bên này ra hết thịt ra đấy, nghĩa là kiểu như là đau cơ, nghĩa là một ngày mình kiểu như mình bị ngã xe là đấy thì nó sẽ bị đau ấy, nó bị đau bên trong, không phải là đau xương, nghĩa là đau thịt thôi, đau cơ đấy. Cái đau xương cơ không đau. Xương không đau, riêng mà cái xương mà đau thì bây giờ không ở đây nữa đâu, đúng không? Bây giờ đang ở trong bệnh viện ta. Đấy. Thế bây giờ hai anh em tự chăm sóc nhau nhá. Anh cũng tác anh về sửa video cho các bác xem luôn. Thế nên là gần chắc là gần giúp xay nấu cơm tí nhé. Giờ là chắc ở công việc xem tí là nấu cơm cho xay. Là tí nữa tối để cống về. Còn hai con hay khóc. Hai con hay khóc nữa. Thế ăn cơm cùng em xay luôn nhá. Vâng. Có mì tôm mà. Còn có mì tôm à? Anh Hoàng mua cho. Cả mì tôm nữa. Nếu mà thiếu cái gì bảo bọn anh nhá, bọn anh mới biết mua cho em được. Bây giờ còn thiếu thịt nữa nhỉ. Thịt lợn bây giờ chỉ ăn được một thịt lợn thôi. Thịt lợn còn lợn là thịt treo thì đúng không? À, tao đó. Thiếu thì thích ăn gì bảo anh nhá. Em không thích ăn thịt lợn mấy. Em thích ăn thịt gì? Em chỉ thích ăn với gạo trắng. Gạo trắng nữa. Còn sao ăn được kiểu gì đấy? Ăn gạo trắng đỡ gì hết. Nhưng mà em phải ăn thêm cả thịt nữa nhá, cả rau xanh nữa nhá. Phải ăn những thứ có chất thì nó mới khỏe nhanh được. Bây giờ em ăn mỗi dạ. Không ăn được cạnh này đâu. Cái này không ăn được đâu. Cái này ăn thì đau đúng không? Đau hơn nữa. Hôm nay em không ăn gì hết.
Chị ăn mì cơm trắng mà mì tung. Thích ăn mì tôm với cơm trắng à? Ai da, nó khó, lạ nhỉ. Thích ăn cơm trắng mì tôm chứ thịt không cho ăn à? Thịt ăn không ăn. Tối tối con bóp vừa làm thì bảo là em dạy về ăn thì em bảo là không dám ăn, chỉ ăn muối cân trắng thôi. À. Không không cho mì chính vào là ăn được mà. Ví dụ là thế. Đấy. Thì bắt cho là ăn mì chính. À bắt cho mì chính rồi đúng không? Em phải lúc đấy ăn ngủ thì em bỏ hết. Em bảo là làm cái gì thì em bỏ trước hả mới làm. Không thì làm ra phí đúng không? Làm thì cho mì chính vào thì phí rồi. À. Mì chính vào. Thì nó vẫn làm cho say ăn thử thế nào? Và không mình không cho mì chính nữa. Không làm ăn không ăn em chỉ ăn mới cân trắng cơm trắng thì bây giờ chắc là vẫn trao tờ vẫn ở luôn đi có cái người có trong ở trong đồ cơm điện đúng không có cơm chưa chưa thì phần hai con giúp cắm cơm một tí nhé và giúp xay cắm cơm một tí bây giờ xay đi lại khó lát nữa giúp xay cắm xong hai anh em cứ tâm sự nhé. Có vấn đề gì ví dụ như là say chỗ này lại ít đúng không mà chỗ này làm sao bị đau cái này nhát thế này mà kiểu như là bây giờ người mình nằm ở đường thôi đúng không đúng nghĩa với kiểu như là nằm đường nó đây anh nhát như thế này xong thì cái đầu em đựng cái mũ đi đợt cái đó vào thì cái mũ nắt hết thì cái mũ cũng không ở dưới đầu đấy xong thì anh mới dậy nhưng lên cái mũ bung ra luôn á, à, nát hết vỡ hết rồi, kêu to á cái mũ đi đứt cái đó, pa, ai da, thế là anh có giúp có ít tiền cho một thuốc, chỉ đó đi mua thuốc về bỏ bác hết, xong thì anh lại mới đi về, tốt cô giáo về cô giáo tặng em 100.000 tặng, về thăm em. Bây giờ là xe cộ là có hỏng gì nhiều không? Không hỏng gì, chỉ là xước rồi. Xước rồi đúng không? Mà ngã xe thì đã bảo là ngã xe thì xe xước thì nó chuyện bình thường rồi. Anh thì sợ người em làm sao thôi. Xe thì có thể sửa, người thì không sửa đâu nhá. Lúc đấy em biết đấy, anh nhảy em không nhảy thì đừng một phát vào cái sắt thì trúng vào đầu rồi. Thế mới nói, ai anh cũng bảo là đụng nguy hiểm vào đi, đi nó an toàn tí. Mặc dù là nó hơi nó cũng không nặng đầu đâu đấy nó cũng chỉ là một thêm một có tiền thì đi mua cái mũ hết vào đầu như cái của anh cái đấy nó không trúng gì đấy đúng mà hôm nay say đội vào quả mũ kia rất là mũ nồi ấy nhỉ kia khác không sao cái này. Đấy không phải giống cái này thôi à? Nhưng mà say mà đội quả mũ nồi kia chắc cũng không sao mặt không sao chỉ chân tay xước xát thôi. Thế nên là điều quan trọng nhất khi lái xe là phải đúng mũ hiểm mà nhé. Không có cái mũ thì sợ. Và đây mà em mà chúng vào đầu là anh cũng không biết làm sao đâu. Tại vì là ở trên đầu của mình ấy thì nó nhìn nó thế thôi mà nó chúng một phát nó rất là nguy hiểm đấy. Thế là nó sẽ bị chấn thương sọ não hay như là đấy nhá. Đấy. Thôi để say với phần nói chuyện tự nhiên hơn thì hai anh em cứ thả lô đi. Hoặc là say cần gì cần anh Vân làm giúp gì thì cứ bảo nhá. Bây giờ không có gì chỉ là nấu cái nó xong thì uống thuốc vào hai anh em cứ tâm sự nhá tâm sự với nhau nhá anh tắc anh về anh còn sửa video cho các bác cùng xem luôn có gì mà anh khoa trên nhà em liên tục thì là cần gì thì bảo nhá thì anh biết mua còn mấy ngày anh đám cưới anh quên hết 16 là bọn anh đã làm rồi, 17 là ăn. 17 thì lên. 17 là ăn. Thì là em bị đau nghe thế Vân nữa, Vân nhá, Vân đây. 17 dương là bây giờ là 11 rồi đúng không? Còn 6 ngày nữa là 17 thì là trân trọng kính mời em cùng với hai bạn tụi mình nhỏ lên anh ăn cơm nhá. 17 tháng 3. 17 tháng 3, tháng 10 tháng này cơ mà. À tháng này rồi. Tháng này cơ mà. Vâng. Chỉ còn mới 6 ngày thôi. 6 ngày nữa thôi thì là anh cũng không in thiệp mời được. Vội quá. Tìm được ngày nó vẫn sáp quá thế nên là gọi điện là đi quân làm thấy thì hai anh em lên luôn thôi mà. Hai anh em đến đấy thì không có nhà anh thì alo để anh đi đón nhá hai anh em nhá. Với say biết là say với Vân đi cũng đi nhá. Chắc là lát nữa anh sẽ gọi cho cả cho anh chứ nữa để anh chứ cùng đến. Nhá. Nếu hai anh em nhớ đến nhá. Hôm đấy thì nếu mà say mà không say em không để ăn được em cũng đến đến chung vui cùng vợ chồng anh nhá
Nếu mà đến mà không gặp anh cứ gọi điện thoại nhé. Để anh ra anh đón nhé. Vân nhá. Vân nhớ phải ra nhá. Chứ anh không đón mà. Em tự về. Biết nhá. Đấy. Chỗ nào người nhiều thì về chỗ đấy. Đúng rồi đấy. Cứ vào cứ thấy anh Trọng kia là cứ vào ăn thôi nhá. Đến thì không còn phải tiền nong hay là gà qué đâu nhá. Đến các em đến thì anh đã vui rồi. Phải có không. Một cái tin vui cho anh. Không có tiền đâu. Anh các em như các em của anh thôi. Thì là nếu mà say vần mà say mà không bị đau thì anh còn phải là nhờ các em lên giúp anh làm việc các kiểu ấy. Đấy, kiểu như là bây giờ đến không nhưng mà phải đến giúp thì ăn mới ngon nữa đúng không? Không phải ngại ngùng gì cả đúng không? Đúng, đấy. Đấy thế nên là em say bị đau thì em Trọng cũng không nhờ gì nữa, thế là đến ngày hôm đấy 17 là lên nhà anh ăn cơm chung vui cùng hai vợ chồng anh nhá. Rồi anh túc tắc đi về thôi. Xin chào hai em nhé. Ở lại chào. Tâm sự nhá. Vân nấu cơm cho say nhá. Nhớ hôm đấy lên nhà anh nhá. Ok. Đấy. Hôm đấy thì em bảo anh Vân gọi ăn. Đấy. Hai anh em tự nhảy tới nhau plep đi nhá. Thế thì em quen hết. Đấy. Đau như thế này thì hơi thuốc, hơi cái gì hết cũng quen. Uống thuốc này nó sẽ mệt, nó buồn ngủ ấy nhá. Vẫn giận đau em cũng uống nhỏ. Lúc đó đau thì mình muốn uống, không đau thì mình không uống nữa. Cái này. Cái này là thuốc kháng sinh chống viêm nhé, để vết thương của mình đỡ ra mủ như là nó sẽ không bị viêm nhiễm nữa nhé. Cái chỗ quan trọng là cái chỗ mình lại đây thôi nhé. Anh hỏi bảo là mỗi ngày uống 4 viên, không cho nhiều. Không cho nhiều. Chỉ sáng, buổi sáng, buổi tối, buổi trưa thì không uống. Không uống, nghĩa là chia ra. Chia ra uống ngày 2 lần, thế thôi nhé. Anh về đây, hai anh em cứ ở lại tâm sự, có gì giúp say một tí nhé, Vân nhé. Đến hôm đấy thì lên nhà anh nhé, Vân nhé. Anh về đây, và xin chào các bác nhé. Tam Giác Mạch xin phép giới thiệu với quý khán giả trên kênh. Hiện tại thì gian hàng nhỏ bé của Tam Giác Mạch có những sản phẩm bao gồm là trà đây. Đấy. Mật ong hoa bạc hà, sản phẩm thuốc đại tràng HG, măng rừng này, dứa rừng này, rồi là chuối hột và đặc biệt là có sản phẩm mật ong khoái rừng tự nhiên xịn. Măng thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, nấm ngọc cầu ngâm rượu nhé. Công dụng thì rất là rõ, bổ máu, bổ thận, kích thích đường tiêu hóa, thông tiểu. Đấy, bổ dương cực mạnh nhé. Đấy, hoa đu đủ này, măng rất nhiều. Rượu kháu vái lèng. Đấy, mỗi khi mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai để dùng thử. Ngoài ra thì có nụ tam thất và sản phẩm nghệ mật ong bạc hà ngâm nghệ đen. Tác dụng là chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày, đấy, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì có bột tam thất này, đấy, và cả hạt óc chó nữa mọi người nhé. Cô ba anh chị mua thì liên hệ theo số điện thoại 0816145678 là Tao Giác Mạch sẽ gửi cho ạ. Xin cảm ơn ạ.